Hey guys, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel và fitness của Seven Gym. Hôm nay thì chúng ta lại sang một cái giáo án tiếp tục trong cái series những cái bài tập cắt nét vai 3D ha. Thì hôm nay chúng ta tập phải vai giữa. Nào, chúng ta lại tìm đến anh Minh. Hello anh. Hello em. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn tập bài vai giữa nha anh. Ok. Thì đợt vừa rồi á, có lên cái video á, em thấy tương tác quá trời lên các bạn bình luận, anh có đọc những bình luận của các bạn không? Anh cũng có đọc. Nào, thì bây giờ này, em đọc lại cái bình luận cho anh này. Bạn Trần B. Át ơi, giờ em chăm chỉ tập từ đây đến Tết thì cơ có được đẹp như vậy không anh? Anh cho bạn đấy câu trả lời gì không? Thì theo anh thì nói chung là anh cũng chưa biết cái phương pháp tập luyện của bạn như thế nào, về mặt dinh dưỡng của bạn ra sao, về chế độ nghỉ ngơi. Thì theo cái kinh nghiệm của anh, nếu mình cố gắng thì mình sẽ thành công. Mình cứ tập đúng phương pháp, chế độ dinh dưỡng của mình tốt, nghỉ ngơi của mình tốt, thì một ngày nào đó mình thành công thôi. Còn sớm hay muộn thì anh không có dám hứa chắc. Tại vì chưa biết cái cường độ tập của bạn như thế nào. Vâng ạ. Thì còn bạn Lưu Phước Tường và bạn Đỗ Hùng thì có cảm ơn anh chia sẻ các bài tập rất bổ ích. Đó. Còn một bạn là bạn Linh Mách là gì đây? Video tới, em đề nghị anh không đeo khẩu trang nha. Cởi áo tập càng tốt, nhìn cho có động lực hơn, cảm ơn anh. Thì anh trả lời luôn là về cái vấn đề về đeo khẩu trang thì bây giờ toàn quốc đang chống dịch mà. Thì còn cái vấn đề về cởi áo thì anh nghĩ là chắc là mình thôi mình bỏ áo ra đi, tại vì hôm nay mình cũng tập phần thân trên mà, đúng không anh Minh? Em cũng bỏ áo cho anh cũng vậy ha. Thì ok, giờ em bỏ thì anh bỏ luôn. Sao bạn Linh Mách? Như này đã đủ làm bạn có động lực tập luyện chưa? thì bây giờ chúng ta đi vào bài tập thôi. Thì bài tập đầu tiên đó, thì chúng ta sẽ có bài tập shoulder press, là cái bài đẩy này ha. Mình dùng thanh tạ ngang này đi ha. Ok. Rồi, mình bắt đầu luôn ha. Dạ vâng, bài đầu tiên. Hôm nay chúng ta có 4 bài tập. Bây giờ mình đi đến bài tập đầu tiên, bài shoulder press. Yeah. Everybody trying to get a piece of the pie. But so am I. I'ma get the bag, give me cash like the lottery. Niggas think they bad, they just mad, they can't bother me. Money on my mind like I just got a lobotomy. Worst ATM, I'ma be where the dollars be. Give me my money, give me my cash, yeah, give me some. Sorry my homie, I got a dash, yeah, I got a... Đó, các bạn nhớ khóa cái phần vai lại nhá. Đừng để thẳng như thế này. Đó, khóa phần vai lại, đó. Kiểm soát lực, đi từ từ thôi. Lên, đó, từ từ, ngả xuống. Đó, keep, ok. Ok, Thảo Tí anh có nói gì về chú ý của cái bài tập này không anh? Thì mình khuyên các bạn là trong quá trình tập đồ này kia nọ, mình cố gắng kiểm soát cơ tốt lên. Mình đừng có đẩy theo quán tính ha. Rồi mình sẽ thử lại, nếu các bạn đẩy theo quán tính thì như vậy. Thì lúc đó là mình dùng lưng, phần lưng. Phần lưng còn nhiều nó sẽ dễ bị chấn thương. Và phần vô cơ mình nó chắc là ít. Mình kiểm soát cơ mình lại. Mình lên mình giữ, mình xuống chậm lại, kiểm soát phần cơ của mình. Lên giữ lại thở. Xuống chậm. Kiểm soát cơ càng nhiều càng tốt ha. Ok, bây giờ chúng ta sang bài tập thứ hai là bài tập Adnopet. Và hôm nay chúng ta chỉ target vào phần nhóm cơ giữa được thôi nha. Phần bài Adnopet thì chắc là mình sẽ dùng tạ dumbbell hai anh. Chơi quả đấy có nổi không anh? Bài Adnopet là bài một bài khó đấy. Không, anh đem này qua cho em tập. Thôi, em không tập được bài này. Em chỉ tập quả 4 thôi, đối với bài tập Adnopet. Thì trước khi tập thì anh sẽ nói qua một chút về kỹ thuật bài Adnopet đi ha. Rồi thì video đầu tiên của mình là mình đứng ha, cho nên mình sẽ sử dụng một khối lượng tạ nhẹ nó phù hợp với mình. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện động tác ngồi cho nên mình sẽ tăng tạ lên tí xíu. Dạ. Thì mình sẽ thực hiện động tác với một khối lượng tạ nhẹ để cho các bạn chậm chậm, để cho các bạn có thể là dễ nhìn, dễ học được. Dạ.
rồi mình ngồi mình dựa lên đây, tùy theo các bạn ha, ghế mình có thể là chỉnh xiên hoặc là chỉnh thẳng, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình khuyên các bạn là hơi nghiêng về sau tí xíu, đừng nên thẳng quá. Cốc này là cốc bao nhiêu độ nhỉ? Khoảng 75 độ đúng không anh? Khoảng 75 hơn. 75, 80 đấy nhỉ? Và quá trình mà giữ tạ của mình giữ tạ sao cái nắm đấm của mình phải nằm ngoài cái vai của mình, đừng có giữ trong đây. Ha, giữ ngoài đây, giữ tay vuông góc. Rồi quá trình của mình lên là mình cố gắng mình xây tạ cho hai đầu tạ song song với nhau. Rồi lúc mình xuống xây tạ, giữ lại ở vị trí này. Rồi xong lên. Các bạn đừng có nên cố gắng rồi mở ra ngoài đây xong các bạn đẩy lên như vậy. Thế thì rất là dễ chấn thương ấy. Đúng rồi, dễ chấn thương dây chằng vai. Rồi, và cái khớp vai của mình. Rồi, cố gắng giữ vị trí này, đẩy lên đây. Rồi xuống lại. Rồi mình sẽ thực hiện tạ nặng hơn ha. Dạ. Tạ nặng hơn thì nó sẽ khó hơn cái tạ nhẹ rất là nhiều. Tại vì mình phải kiểm soát lực nó khó hơn đúng không? Đúng rồi. Rồi, ở đây. Em nghĩ là khi lên thì chúng ta cố gắng không nên cho để tạ chạm vào nhau đúng không anh? Đúng rồi, đừng để tạ chạm vào nhau nhiều quá. Tại vì nó đập phải kiểm soát cái cơ lại. Khó kiểm soát. Sorry my homie, I gotta dash, yeah, I gotta run, run to the check. Give me my power, give me respect, like Gillette. We are coming for your neck, who's next? Yeah, who next? My homie looking too vexed. I told him ain't no limit, then he asked me how I do that. Stay grounded like two flats, collect all your ducats. Stay grab the bag, take it back like a suplex. Ok, mình xong cái bài Ad No Pep rồi. Bây giờ mình có một bài tiếp theo, đó là bài Dumbbell Lateral Rise. Đó, cái bài đi như này ha. Trước khi tập bài đấy thì anh cũng nói chút một chút luôn về kỹ thuật cái bài đấy được không anh? Tay là mình phải để như thế nào để thẳng hay là để như thế nào? Nói chung cái kinh nghiệm của anh thường thường tập cái bài này anh sẽ tập kèm với cái ghế. Anh sẽ không đứng tập. À. Và quá trình tập của anh là anh sẽ ngồi tựa vô ghế. À. À. Và hai cái tay của mình là để song song. À. Dạ. Đưa lên. Cẳng tay hơi co lại tí xíu, giữ vâng. Nguyên ở vị trí này. Vâng. Dạ, lên thở. Xuống hết. Thì cái lực mình đi sao anh? Vẫn kiểm soát lực. Đúng rồi, vẫn kiểm soát. Thường thường các bạn sẽ bỏ trước hết vậy đây. Dạ. Các bạn hất lên. Dạ. Nhưng mà mình khuyên là tới đây thôi. Mình lên dạ. Lại. Mình phải kiểm soát được cái cơ gốm hiện tại mình đang cần tập. Dạ. 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 Bây giờ chúng ta sẽ. Bây giờ mình thử ha. Thì thường thường nếu mà bài này mình tập là anh có thể là 7,5 kg là mình đã đuối rồi. Thì anh có thể tập cả ngồi cả đứng được không? Tại vì em thấy có rất là nhiều các bạn tập đứng ấy. Thì anh sẽ thực hiện cả hai động tác để cho các bạn đấy xem đúng không? Tại vì có rất là nhiều người có thói quen tập đứng. Rồi ok, thì giờ mình sẽ thực hiện cái động tác mà mình thường hay tập nhất, là mình cảm thấy là nó hiệu quả nhất cho cái bài tập này. Dạ vâng ạ. Dạ. Đó là cái quan điểm cá nhân nha. Đúng rồi, quan điểm cá nhân của mình thôi. Chứ không áp đặt gì ở đây cả. Dạ. Rồi bạn giữ đây ha. Người thoải mái. Lên giữ lại thở. À, xuống hết. Cái cẳng tay hơi co lại được tí đúng không anh? Hơi co đúng rồi, mình đừng có duỗi thẳng ra như vậy. Dạ vâng ạ. Phá khớp ảnh hưởng tới khớp của mình nhiều lắm. Dạ vâng ạ. Dạ. Wow. Dã man thật đấy, nhìn nó tác động vào cái lực vai giữa kìa. Oh my goodness. Rồi bạn cố gắng lên là giữ kiểm soát cơ lại ha. Dạ. Xuống chậm rãi. Lên giữ lại khoảng 1 giây. Dạ. Ok. Dạ. Rồi, mình xong khoảng 4 rep động tác đứng đi anh. Đứng. Anh làm khoảng 4 rep để cho các bạn dễ hình dung cái động tác đứng sẽ như thế nào. Tạ 4 được không anh? Tạ 4 được, nhưng mà thường thường anh đứng thì anh cũng tập giống như là mình ngồi. Dạ. Dạ. Vẫn cẳng tay thì vẫn đúng rồi. Cẳng tay thì vẫn hơi con. Dạ. Cẩn thận vướng dạ, ghế. Phần... một bước đi, cẩn thận vướng ghế đấy. Okay. Phần tạ của mình. Dạ. Anh cũng giữ về sau. Anh mở cái vai anh ra. À. Rồi, giữ lưng thẳng. Dạ. Giữ lưng thẳng. Rồi, mình giữ đây mình đưa lên. Tay vẫn co ha. À. Rồi xuống. Cẳng tay co lại tí. Xuống là không xuống hết nha các bạn. Đó, giữ lại một nhịp rồi lên. Xuống. Ok. Thì mình cảm thấy là ở cái bài tập này, cái góc tập và cái trọng lượng của cái tạ thì nó sẽ ăn vô phần vai của mình rất là nhiều.
Còn có nhiều bạn sẽ tập động tác này vẫn được không sao hết, nhưng mà ở hướng này của mình tập á thì cái trọng lượng mà tạ của mình á nó sẽ tập được nặng hơn. Dạ. Là ở đây. Dạ. Nhưng mà ở đây mình cảm thấy là đối với cơ thể của mình, đối với nhóm cơ này, mình tập ở cái bài tập này và ở cái biên độ này, mình cảm thấy là nó tốt nhất cho mình. Dạ. Thì các bạn có thể thử. Thì bây giờ là mình sang cái bài tập cuối cùng hai, bài lateral cable lateral raise. Nào, bây giờ mình ra bên phía cable. Trước khi ấy thì anh có nói gì về kỹ thuật cái bài này không anh? Thì nói chung là mình tập ở cái bài này nó cũng tựa như là cái bài lúc nãy mình tập thôi. Dạ. Ha, thì bạn cố gắng là để dây cáp dưới phía sau. Dạ. Để phía trước vẫn được nhưng mà lực của mình nó sẽ đi hướng vòng và sẽ bị vướng á. Nó sẽ khó kiểm soát lực tập của mình. Dạ. Thì theo kinh nghiệm của mình thì mình thường để phía sau. Tại vì hôm nay là mình tập cái phần vai giữa. Vai giữa. Mình để phía sau, còn khi nào mình tập vai trước đó, thì mình để phía trước đúng không anh? Có thể là mình nếu mà kiểm soát cơ các bạn tốt, các bạn không cần vịn. Ha. Đứng tư thế thoải mái. Đưa lên đây giữ. Yeah. Phần cẳng tay các bạn rất chú ý nhá, không để thẳng và để hơi cong một tí đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Nó nói chung anh tập là tới phần này là anh cảm thấy nó phê, nó vừa đủ rồi đó. Nó phê rồi à? Với 4 bài tập này á là nó cực kỳ là kinh khủng. Đây là cái chương trình bài tập vai cắt nét 3D, cho nên là các bạn không quan trọng về cái vấn đề tạ nặng hay không nặng nhá. Tạ vừa phải để mình kiểm soát lực đúng không anh? Đúng rồi. Cắt nét là không cần tạ nặng đúng không anh? Nó vừa đủ với cái sức tập của mình thôi, không nhẹ quá mà cũng không có nặng quá. Nếu mà bình thường của mình tập, nếu mà dạng cắt nét này thì mình sẽ lấy khối lượng tạ của mình là khoảng 65. Dạ. 65%. 65% đối với cái maximum của mình. Dạ. Và xong đó mình sẽ giảm dần lại nữa. Dạ. À, thay vào đó là mình sẽ đi nhiều rep hơn đúng không anh? Đúng rồi, nhiều rep. Thường thường mình cũng đi 12, 15, 18 là max. Dạ. Là những set cuối cùng và lượng tạ mà nói chung là nhẹ nhất của mình. Dạ. À thì ngoài ra thì chúng ta còn có thể set up theo những cái bài tập mà super set hoặc là đốt set để cho nó tăng cường cái hiệu quả lên. Thì cái đó thì chúng Seven riêng sẽ nói vào cho các chương trình sau ha, các bài tập super set hoặc là các bài tập drop set đó. Thì hôm nay bài tập vai giữa của chúng ta kết thúc. Thì các bạn nếu mà còn cái vấn đề gì mà chưa có thực sự là hiểu lắm á, thì hãy cứ tìm gặp đến các bạn PT ở Seven Gym và hỏi. Các bạn đừng ngại nha, PT ở bên mình cực kỳ là nhiệt tình luôn. Đó, cứ hỏi tất cả mọi giải đáp thì các bạn PT sẽ giải đáp hết tất cả các khúc mắc của bạn và hướng dẫn các bạn tập làm sao cho nó chuẩn nhất, đúng nhất và hiệu quả nhất nha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho Seven Gym một like, một chia sẻ để cho mọi người được biết đến nha. Và nhớ theo dõi Seven Gym để nhận được những thông tin mới nhất từ Seven Gym. Và bình luận xuống bên dưới cho bọn mình biết để bọn mình còn lên các bạn muốn xem về nội dung các bài tập gì á thì bình luận xuống cho bọn mình biết, thì cái ban biên tập bên mình sẽ chuẩn bị nội dung theo đúng ý các bạn để các bạn xem video nha. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video tiếp theo là cái bài vai sau nha, nhớ đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.